trái cây Nhật Bản Tống Tài. Kính chào cả nhà. Hôm nay bên em mới cập bến con Yanma FX32D. Yanma FX32D nha các bác, bên em đã rửa sạch sẽ. Con này bên em cho 4 quả lớp mới luôn cho các bác nha, VIP luôn. Cái này về bác chỉ đổ dầu mà chạy thôi, không cần phải phân vân và lo lắng gì nữa nha. 32 ngựa 2 cầu, trợ lực lái. Đó, bây giờ đang để cho nó ráo nước nè các bác. Đây là chốt kéo thúng tay nè các bác. Mấy con này thì qua ngồi rái ngồi đó rất là thoải mái luôn nha cả nhà. 32 ngựa. 32 ngựa. Hai cầu trợ lực lái. Và tận đồ nghề ngay phía sau ghế này nha các bác nha. Đây. Sau ghế này luôn. Cái này là số chạy nha các bác, có hai tầng lùi. Các bác sử dụng đó là bác ống chốt này nha. Ống chốt này mà các bác kéo nha, đạp côn kéo nha các bác nha. Chứ mà để yên như kéo là bác số. Đó, bác phải ống chốt này vào.
lớp trước là lớp mới 88 nữa. Trước là phải lớp mới rồi, lớp sau cũng vậy luôn. 13.6, 26. Con này thì 4 quả lớp mới luôn quá. 4 quả lớp mới như về là các bác chỉ đổ dầu chạy đây thì phải lo lắng gì nữa nha. 32 người các bác có thể làm việc gia đình và làm thêm. Giang Ma FX32. Đó, đùi con này thẳng luôn đó nè. Bên em mới rửa xong rồi nha. Còn nước ướt nè. Còn bán nước chưa sạch. Hai cầu trợ lực lái bên cơ. 4 quả lớp mới luôn. Các bác nào gần cửa hàng em thì tới tham khảo xe trực tiếp nha cả nhà. Còn nếu mấy bác mà ở xa đó, các bác cần tham khảo xe ngại cái việc đi lại trong cái việc quá trình xe cộ, mấy bác thấy khó khăn lắm quá thì có thể gọi điện cho em và kết bạn Zalo nha các bác. Em sẽ test trực tiếp qua Zalo. Bằng như Zalo trực tiếp hoặc hình ảnh cho các bác có thể xem. Các bác cứ an tâm mà chốt online nha, hàng mà đến tay tính vào chất lượng. Hôm nay là Giang Ma FX32D nè các bác. Đó. 32 người và hai cầu chờ được lái, con này là bên cơ. Ủa quả lớn là bên em thay lớp mới rồi, rất là bếp luôn. Nên về các bác chỉ đổ dầu chạy thôi nha. Rất là đẹp luôn các bác. Đổ khá là êm luôn nha các bác nha. Êm luôn. Rồi Giang Ma FX32D. Các bác cần thì nhắc máy liên hệ nha. Số điện thoại em đã ghi vào màn hình video. 0944853885. Rồi kính chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Em rất là nhiều xe để cho các bác có thể tham khảo và lựa chọn. À. Như bên em đã có dàn sới mới nha các bác, đến từ Thái Lan rồi đến từ Ấn Độ nha các bác. Dàn sới mới từ Thái Lan và từ Ấn Độ rồi các bác nha. Đó. Các bác thấy chưa? Đây là dàn sới của em từ Ấn Độ nữa nè. Có cả dàn sới mới nha các bác nào cần thì nhắc máy liên hệ nha. Rồi kính chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Chúc cả nhà ngày nào cũng tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Công việc luôn hanh thông.